Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 06 CTTTG đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như dập triệt để các ổ dịch trong thời gian sớm nhất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn sản xuất, triển khai hiệu quả sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh và hạn chế tối đa hoặc dừng hoạt động lễ hội. Chỉ thị 06 yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt và kiên định thực hiện mục tiêu kép, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 05, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Với nhiệm vụ dập triệt để các ổ dịch trong thời gian sớm nhất, chỉ thị 06 yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, các bộ cơ quan địa phương tập trung khoanh vùng nhanh nhất các ổ dịch, truy vết thần tốc, xác định các ca nghi nhiễm, xét nghiệm trên diện rộng, quản lý chặt chẽ các khu cách ly, phong tỏa, không để lây nhiễm chéo, kịp thời tổ chức giãn cách xã hội khi phát hiện ca nhiễm mới với phạm vi phù hợp. Tăng cường khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, dập triệt để các ổ dịch trong thời gian sớm nhất. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương nghiên cứu cách tiếp cận mới phòng chống dịch phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 ở trong nước và trên thế giới, cần trước thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu vaccine phòng chống dịch COVID-19 của nước ngoài, đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 trong nước, sớm ban hành quy trình nhập khẩu và tiêm chủng vaccine COVID-19.